Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Cái đầu tiên là Merry Christmas Ok, không quan trọng là bạn có gọi là ăn tiệc của cái ngày Noel này không Bạn đang có một cái đạo nào khác Vân vân và vân vân Nhưng hôm nay là Merry Christmas Là một ngày Noel đúng không? Là một ngày họp mặt Chứ không quan trọng là mình theo dõi cái Mình, mình gọi là theo cái đạo này đạo nọ Chủ yếu là một ngày gọi là ngừng lại đúng không để hưởng thụ hưởng thụ gia đình mình hưởng thụ những người quen hưởng thụ cái cuộc sống của mình nghe không? Okay. ngay bây giờ là ba giờ là tám phút uh, chiều ngày 25 tháng 12 ngày noel hai ngày ba rồi là mình có đẩy vài cái video ra cho bạn mình vẫn đẩy cái video btc ra cho bạn mình vẫn đẩy cái video tín hiệu của Salana và BTC ra cho bạn và một cái video đầu tư dài hạn Ok Thì đây mình có đâu khoảng cỡ 2-3 phút Đâu khoảng cỡ 5 Cho là tới 12 phút đi Mình phải rời cái văn phòng Về nhà Thì mình muốn nhảy lên đây Để chia sẻ những cái tài liệu vừa rồi Gọi là trong 12 phút Ngắn gọn nhất có thể Nhớ Chuẩn bị tới đây là mình bước qua một cái năm mới Nó có những cái thứ nó đang nằm trên bàn Thì trong cái video này mình chia sẻ cho bạn Cho những người nào Ok, dính dáng với tiền điện tử, nhảy vô nhảy ra cũng giống như đầu tư dài hạn. Vô cái đầu tiên, ok, uh, quảng cáo chút xíu, đây là tiền Academy, kênh về đầu tư tiền điện tử, bitcoin hay nhất tại Việt Nam, trong nước và ngoài nước, chấm hết. ở đây mình cung cấp chức xám cho bạn về bitcoin, mình cung cấp những thông tin rò rỉ trước khi một người KOL nào nói về nó. Uh, và ở đây mình cung cấp tín hiệu cho bạn chốt đơn, tín hiệu là tín hiệu của spot và tín hiệu của tương like, ok, uh, spot xác suất lên tới 90-95%, làm sao xác thực, chút nữa mình sẽ chia sẻ cho bạn tín hiệu của tương lai thì làm sao làm ra được 500.000 mỗi ngày làm sao làm ra được 500.000 mỗi ngày với số vốn là 5 triệu những cái đồng tiền đó đó là bạn bỏ vô cái tài khoản của bạn bên mình sẽ gửi cho bạn tín hiệu để cho bạn chốt đơn thôi và bên mình có đầu tư dài hạn ok ok chút đó mình mình chút xíu nữa mình sẽ nói xong okay, tiếp tục ok ở đây nó nói là we are this early có nghĩa là mình rất là sớm trong đầu tư vô Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Cho những người người ta có những người đang theo dõi cái nền tảng này. Có những người đang trả phí để cập nhật tín hiệu. Thì trước đây người ta đã có tới 5 Bitcoin, 10 Bitcoin, 20 Bitcoin. Lúc những cái lúc ban đầu mà người ta mua một Bitcoin 100 đô, người ta mua người ta sở hữu nó xong các người ta đem ra ngoài người ta bán thì ngay bây giờ là người ta lại quay lại, ok nhảy vào lại cái thị trường. Thì vừa rồi là từ 100 đô như vậy, ngay bây giờ nó cái giá hôm nay là tới 40 mấy ngàn đô một Bitcoin. 12 năm vừa rồi, từ năm 2011 cho tới năm 2023, nó tăng trưởng 10 triệu 420 mấy ngàn phần trăm. 10 triệu 420 mấy ngàn phần trăm. Đúng không? Thì có những cái người là người ta nói ô, ok, hồi đó là 100 đô, bây giờ nó lên tới 40 mấy ngàn đô rồi, nó quá trễ rồi, mình không có thể tham gia được nữa. Ok, mình không có thể mua và nắm giữ được nữa. Ok, nhưng nhớ ít hơn 1% trên thế giới đang sở hữu Bitcoin. Ít hơn 1%. Ít hơn 1%. Đừng để nó trễ chừng nào nó 5%, 10% sở hữu Bitcoin. 20, 50 thì lúc đó thiệt sự là trễ chứ ngay bây giờ chưa có trễ. Để mà bỏ lên một cái bàn cân á, thì ngay bây giờ á, là vừa rồi là bạn đi bộ đúng không? Thì bây giờ, ngay bây giờ là bạn mới ở đây à? Bạn mới về về giá của Bitcoin thì đang gọi là xe, xe ngựa thôi. Chứ chưa tới xe lửa nữa chưa tới chiếc xe nữa chưa tới máy bay nữa có nghĩa là nó vẫn còn rất, rất 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 sớm rất sớm để nhảy vô rõ ràng bạn cũng đã biết El Salvador là cái nước đầu tiên nó chấp nhận Bitcoin cũng giống như đồng tiền tệ của họ và sau khi nó chấp nhận như vậy á, kinh tế của họ phát triển một năm như vậy một trăm mấy chục phần trăm đủ thứ cái thứ nó đang xảy ra người ta đang bán trái phiếu núi lửa đúng không không chỉ vậy nữa chuẩn bị có thể tới đây thông tin được rò rỉ vừa rồi được đẩy ra nha thông tin rò rỉ có thể là bạn chưa va chạm tới nó thông tin được rò rỉ là ok Mac Kaiser là cái người đang giúp đỡ cái ông tổng thống El Salvador bên đó có thể chuyển khai ok cái spot Bitcoin ETF ở bên đó và cái Bitcoin mà người ta gọi là Bitcoin ok ở bên đó là có nghĩa là bạn mua cái ETF đó và sau này bạn có thể vẫn có thể lấy được cái Bitcoin từ cái cây ETF đó chứ không phải là giống như um, những cái nền tảng ở bên Mỹ BlackRock này, Fidelity thì chủ yếu là bạn chỉ có một cái tờ giấy công nhận là bạn sở hữu cái Bitcoin đó thôi chứ thiệt sự bạn không có Bitcoin đó. OK? Thì um, El Salvador, Argentina, Argentina có thể là cái nước thứ hai nhảy vô Bitcoin, Bitcoin, và Bitcoin và không chỉ mày vậy nữa những cái nước mĩ, OK? Những cái nước mẻ bởi vì sao hồi đó giờ người ta dùng đồng tiền đô la và đồng tiền đô la thì rõ ràng mọi người đã biết rồi là đồng tiền giả thì ngay bây giờ người ta càng ngày càng khôn ra ok và có rất là nhiều người ok gọi là quan chức này trong những cái nước mẻ như vậy thì ra phát biểu là có thể là người ta sẽ đi theo cái con đường El Salvador El Salvador và El Salvador ok cẩn thận cẩn thận và cẩn thận chuẩn bị tới đây rất là nhiều thứ sẽ nhảy vô ok bitcoin và chút nữa mình sẽ kể thêm cho bạn ok vừa rồi thì uh, uh, Supply cho uh, thêm Ok, Bitcluster thì đang chuẩn bị, nhà đang chuẩn bị xây dựng một cái nền tảng đào Bitcoin ở Ethiopia. Ok, Ethiopia. Cái đó là nước Nga nha. Ok, nước Nga. Nước Nga sẽ xây dựng một cái chỗ đào Bitcoin ở bên Ethiopia. Bởi vì sao? Bên bên đó nó có rất là nhiều tài nguyên có thể đào Bitcoin được. Ok, thì nó nó là vậy. Ok. ở một thông tin mới. 80% 80% phần trăm trong uh, cho là một ví dụ là 100 người đi. Ok thì 80 người ngay bây giờ đang nắm giữ Bitcoin và giữ giữ hơn 6 tháng không có mua bán mua bán gì hết, giữ hơn 6 tháng. Đây là một thời điểm cao nhất trong lịch sử. 80% của một cái thứ gì mà gọi là đã được rời cái hệ thống rồi. nghe và người ta chỉ mua và nắm giữ thôi thì bạn nghĩ sao về về Bitcoin? vài thứ rõ ràng mình đã làm cái vấn đề này hơn 4 năm mấy một ngày mười mấy tiếng mình đã làm tạo dựng cái kênh này cho bạn đâu uh, cái kinh you lớp này đúng không cho bạn đâu khoảng 3 năm mấy trời 4.600 cái video mà mỗi cái phát trực tuyến vậy đó là một tiếng 2 tiếng 5 tiếng đồng hồ nhiều lúc tới 2 giờ sáng và cả bao nhiêu anh em ngồi đó với mình cực kỳ quý thì nếu giờ này bạn không hiểu biết về Bitcoin ngay bây giờ là là ngày Noel có thể là cái video này là một cái món quà cho bạn để bạn tỉnh giấc thì bây đây là mình cho bạn đây là mình không có ghi chép gì tất cả những cái thứ xuống gì hết đó mà mình chỉ nói từ cái đầu của mình thôi những thứ mà mình biết mình sẽ nói để cho bạn có thể là tỉnh giấc hơn chút xíu để nhảy vô bitcoin ngay bây giờ không phải là trễ bằng vẫn còn rất là sớm ngay bây giờ chỉ 1% phần trăm thôi nghe đã, đã, đã sổ bitcoin chuẩn bị tới đây rõ ràng mình đã biết cái đầu tiên là bạn có cái spot Bitcoin ETF. Những công ty ngàn tỷ đó đó. Ok, 30 ngàn tỷ chuẩn bị nhảy vào đây thì những công ty đó người ta phải mua Bitcoin và giữ Bitcoin. Bởi vì nó là spot Bitcoin ETF. Cái thứ hai là chuẩn bị tới đây là cái Bitcoin halving. Tháng 4 ngày 20 mấy cái Bitcoin halving xảy ra, số lượng Bitcoin được giảm đi 50%. Ngay bây giờ mỗi ngày nó đào ra được 900 đồng thì chuẩn bị tới đây là chuẩn bị tháng 4 này á, tháng 4 năm tới thì nó giảm đi từ 900 còn 450 đồng. Và cứ 4 năm như vậy là nó giảm 50% nữa. Ok. Mỗi cái sàn, tất cả những cái sàn trên toàn cầu ngay bây giờ mỗi ngày như vậy á, là cả bao nhiêu người triệu phú đô la, bao nhiêu người tỷ phú đô la, nước này nước nọ nhảy lên mua. Và mỗi ngày nó mua như vậy á, nó mua bao nhiêu ngàn bitcoin số lượng được cung cấp trong nguyên hộ hệ thống toàn cầu 900 đồng mỗi ngày nhưng bao nhiêu ngàn 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 ngàn, đồng bitcoin đang rời sàn mỗi ngày cái cung và cái cầu vậy thôi ok không chỉ vậy tất cả những cái nước trên toàn cầu ngay bây giờ là người ta đang xài tiền giả nó không chống lưng bởi bởi bất cứ một cái thứ gì đó. nó chống lưng bởi cái máy in và cái mật in chấm hết và bởi vì vậy thì người ta sẽ in in in, in 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 và lấy cái tiền giả này tiền tệ giả này để đổi Bitcoin và chuẩn bị nó sẽ chạy vô đó, nghe chạy vô đó. Gọi là Black Frog cũng giống như là uh, Bitcoin cũng giống như là một cái black hole gì đó ở trên không gian mình nó có gọi là một cái 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 lỗ hỏng đen đúng không? Tất cả mọi thứ sẽ được hút vô đó. Tức Trước đây mọi người đầu tư vào bất động sản, đúng không? Thì uh, có ăn, còn ngay bây giờ thì không có ăn. Thì rõ ràng người đầu tư thì người ta phải bỏ vô một cái thứ gì nó có ăn Thì người ta sẽ bán tất cả những cái bất động sản của người ta Hay là người ta bỏ một phần trăm nào từ bất động sản của người ta vô Bitcoin Trong những cái tháng người ta đã làm vấn đề đó rồi Và tương lai tới đây, ok những ngày, những tuần, những tháng tới đây người ta sẽ bỏ vô thêm nữa Tiền của bất động sản sẽ được rót vô Bitcoin Tiền của cổ phiếu cổ phần sẽ được rót vô Bitcoin Tiền của Wall Street đúng không sẽ được rót vô Bitcoin Tiền, ok, tất cả những đồng tiền của 401k là cái tiền về khu á, ok, sẽ ở bên Mỹ á, người ta sẽ bắt đầu, người ta sẽ rót với Bitcoin. Để mình giải thích cái 401k chút xíu, bạn làm cho một cái công ty này, nó có một, một cái quỹ 401k, có nghĩa là, uh, một là lúc bạn lấy đồng tiền, lấy 100 đô, thì bạn phải đóng thuế 35 đô rồi, ok, bạn còn lại cái 65 đô à, hoặc bạn sign up cái với cái 401k này với công ty của bạn thì cái đồng thì nó sẽ không, bạn không trả thuế lúc đó cái đồng tiền đó đó bạn có thể sign up đúng không thì nó lấy cái đồng tiền đó đáng lẽ bạn phải trả thuế thì nó lấy cái đồng tiền đó nó đưa cho cái công ty đó nó lấy cái đồng tiền đó trước đây nó đem đi nó đầu tư vào cổ phiếu cổ phần hai ba chục năm như vậy đó, tới khi bạn về hưu á ok thì bạn có thể lấy cái đồng tiền đó ra lấy đồng tiền đó ra ok giờ bao nhiêu năm bạn dồn 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 dồ, dồ, và cái công ty của bạn ok nó lấy cái đồng tiền nó đi đầu tư và nó nhân 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 lên cho bạn và có những cái công ty tốt á bạn bỏ vô một đô thì nó bỏ vô thêm một đô cho bạn lúc nào cũng vậy ok thì chừng nào bạn lấy ra thì bạn mới đóng thuế thì bây giờ trước đây là người ta đầu tư vào cổ phiếu cổ cổ phiếu cổ phần và ngay bây giờ chuẩn bị là người ta đổi qua là người ta sẽ đầu tư vào bitcoin Fidelity dẫn đầu cái cuộc chơi đó ok một công ty 4 rưỡi ngàn tỷ Ok công ty Cái nền tảng lớn thứ hai thế giới Dẫn đầu cái thị trường đó Ok Thì đó Và không chỉ vậy nữa Những Gia đình Tỷ 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 Triệu 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 đô la Tiền đó người ta không cần Chuẩn bị là người ta rót vào bitcoin Ok thống kê cho thấy Không chỉ vậy nữa Ok um, Tất cả những quỹ khác Những cái kho bạc trên thế giới Sẽ bắt đầu nắm giữ bitcoin bởi vì cái đồng tiền đô la không phải là tiền của vũ trụ nữa rồi, phải tiền của trái đất nữa rồi. Rồi mà cậu đã biết. Ok. Bây giờ là lần đây là bây giờ là lần đầu tiên. Nước A giao dịch với nước B. Ok, bạn có thể sử dụng bất cứ đồng tiền nào để để mua mua để mua, mua mua bán với nhau. Hoặc đây là lần đầu tiên. Ok, bạn có thể mua dầu mỏ bằng bất cứ một cái đồng tiền nào hai nước đồng ý với nhau. Trước đây bạn phải dùng tiền đô la, dùng đô la, dùng đô la bởi vì nếu bạn không dùng tiền la thì nó Mỹ nó sẽ vô và nó xâm chiếm cái nước của bạn thì đó là vậy ok thì bởi vì vậy tất cả những kho bạc ok vừa rồi là người ta cắt cái đồng tiền đô la rất nhiều giảm 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 cha 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 đúng không thì người ta ngay bây giờ người ta có rất là nhiều tiền rảnh rỗi thì người ta sẽ rót vô bitcoin những cái nước nào khôn thì thì họ cái kho bạc của họ sẽ nắm giữ bitcoin và tương lai này họ sẽ nắm giữ bitcoin OK, thì là cũng giống như là cái so sánh là hồi nãy á, Bitcoin cũng giống như một cái black black hố mà một là một cái một cái không gian hỏng màu đen ở trên, trên 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 không gian á, nó sẽ hút vô tất cả những cái tài sản hồi đó đến giờ sẽ chạy vô đó, thì nó là vậy. Fidelity nền tảng đứng thứ hai thế giới ra tuyên bố đúng không bitcoin là vàng điện tử nhưng mà nó có một cái gì nè nó có một cái uh, nó một cái một cái tăng trưởng không có thể tưởng tượng được cái đó là nền tảng đứng thứ hai thế giới blackrock larry fink là ông ceo ra nói flight to quality tất cả mọi thứ sẽ chạy vô một cái mà gọi là cái 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 gọi là có cái tức bền nhất cái tức chất lượng nhất là Bitcoin. Bất động sản sẽ chạy vô nó. Cổ phiếu cổ phần sẽ chạy vô nó. Tiền về khu sẽ chạy vô nó. Tiền giả trên toàn toàn cầu sẽ chạy vô nó. Tất cả những cái thứ khác đầu trước đây là đầu tư cái này cái nọ đúng không? Bây giờ sẽ rót vô Bitcoin. Mà từ đầu năm đến giờ nó có lên có xuống rất là nhiều sự bập bên lên xuống lên xuống lên xuống bất thường đúng không? Từ đầu năm đến giờ nó đã lên tới 160 mấy phần trăm Vừa rồi nó có sập chút xíu nhưng Ok, có trừ cái sập đó đi thì nó vẫn coi là 150 mấy phần trăm Một tỷ bước một tỷ đầu tư vào Bitcoin từ đầu năm đến giờ Thì ngay bây giờ bạn có tới 2 tỷ rưỡi lần 2 tỷ rưỡi lần Bạn có thể nói cho mình một cái thứ nào mà đầu tư mà có thể Nhưng nhanh như vậy không? Chắc chắn là không Vừa rồi mình có một ví dụ Một người taxi đầu năm đến giờ mua một chiếc taxi cho là 1 tỷ luôn. Lái chiếc taxi đó ít nhất là phải tới 2 tới 3 năm mới lấy lại vốn là 1 tỷ. Còn riêng Bitcoin từ đầu năm bỏ vô 1 tỷ thì ngay bây giờ bạn có ra 2 tỷ rưỡi rồi. Mà 12 năm vừa rồi nó có tăng trưởng là 10 triệu 400 phần 000 So sánh với vàng 12 năm vừa rồi tăng trưởng 32%, cổ phiếu cổ phần tăng trưởng 628%. Thì bạn nghĩ sao về Bitcoin? Thì nó là vậy okay. Nhớ là ngày hôm nay là cái ngày Ngày Christmas Bên mình Có dịch vụ giảm giá Ok cho những người nào mà muốn thắc mắc thì bạn ok không chỉ vậy đây thì để mình nói về cái trang này thôi luôn ok chuẩn bị tới đây mình có cái spot bitcoin etf nè mình có cái cái bitcoin having nè chuẩn bị tới đây là mình có fed nhà fed chuẩn bị là giảm lãi suất nè vừa chuẩn bị tới đây á, là cái năm 2025 lần cái FASB rule sẽ sẽ được công nhận và vô hoạt động nè là nó cho phép community này công ty nọ sở hữu bitcoin mua bitcoin và bitcoin nằm trong cái kho bạc của họ và kho bạc của họ là người ta có thể dùng bitcoin cũng giống như nói ồ oh, đây là cái tài sản của của họ so sánh với cái giá thị trường vừa rồi MicroStrategy nhảy vô cổ phiếu của họ cổ phần của họ tăng trưởng bao nhiêu trăm phần trăm. Ngay bây giờ về vấn đề thu nhập thì cổ phiếu của phần của Michael Strake là là có thu nhập lớn nhất. Và vừa rồi uh, đúng không? Ông đã lời đầu tới 2 tỷ đô la đầu tư vào Bitcoin. Không chỉ vậy nữa. Nước này nước nọ sẽ nhảy vô Bitcoin. Ok. Sẽ nhảy vô Bitcoin. Rõ ràng hồi hôm qua mình có làm một cái video ngày hôm nay mình có một sự giảm giá, bạn có thể quay lại coi, ok, à, giảm giá cho spot, giảm giá cho tương lai, giảm giá cho đầu tư dài hạn, giảm giá cho tư vấn, ok, à, nếu bạn quan tâm thì quay lại à, hai ba cái video vừa rồi để coi. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này gọi là nhắc nhở bạn thêm một lần nữa. Cho những người nào mà chưa bỏ một 000 tiếng học về bitcoin. Thì mình khuyên bạn ngưng hết tất cả những thứ bạn đang làm trong xã hội Và bỏ 1.000 tiếng ra học Bạn có thể lên cái nền tảng này Coi những cái phát trực tuyến vừa rồi Bỏ ra 1.000 tiếng để học Mình hứa một triệu một triệu phần trăm là bạn sẽ không lãng phí nó đâu Mà nó sẽ giúp bạn giàu hơn, giàu hơn và giàu hơn Thì nó là vậy Rõ ràng Có rất là nhiều ý kiến ở ngoài xã hội Người này nói nọ, này, người này nói nọ nhưng số nhiều người ta chưa bao giờ bỏ một ngàn tiếng Riêng ở đây mình bỏ tới 4 năm mấy trời Một ngày mười mấy tiếng Thì nó là vậy Nếu bạn muốn có tự do tài chính Bitcoin và đâu tầm 20 đồng trong tiền điện tử Có thể giúp bạn làm cái điều đó Còn tất cả những cái đồng khác Trong cộng, cộng, trong cộng đồng tiền điện tử 99.9 là giả mạo Và nó làm ra, được tạo ra với mục đích để lừa bạn, lừa bạn và lừa bạn thì nó là vậy Thì đơn giản bạn cứ đặt ra một câu hỏi cho chính bản thân mình Nếu mình tiếp tục làm những cái thứ mình đang làm 5 năm kế tiếp tiếp tục làm nó Nếu mà nó đem được tới cho bạn tự do tài chính Thì tiếp tục là nó Nhưng mà nếu nó không đem được tới cho bạn tự do tài chính Thì ngừng tất cả mọi thứ Mà bỏ ra 1.000 tiếng Học về Bitcoin bạn có thể coi những cái video ở trên cái nền tảng YouTube này, think Academy những cái phát trực tuyến Đúng không? Coi lại Hoặc bạn có đi tìm một người nào Đầy đầy chức xám về Bitcoin mà học nó Mà học thì phải học rất nhanh Chứ không Bạn sẽ trễ cho Bạn sẽ tới trễ cho cuộc chơi Chỉ còn vài tháng nữa thôi Cái cửa của tự do tài chính nó sẽ được đóng lại rồi Và mãi 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 Bạn sẽ bán thời gian cho đồng tiền Bán thời gian cho đồng tiền Tới cái ngày bạn xuống cái lỗ của bạn thì thôi Bạn sẽ cũng không có được Tự do tài chính Rõ ràng lúc mình nói như vậy Bạn không hiểu Mình khuyên bỏ ra 1.000 tiếng học về nó Vậy thôi Chúc bạn may mắn Và Merry Christmas Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn